Em làm dâu được bao nhiêu năm rồi? Dạ, em làm dâu nay được 22 năm rồi. Em nói cái thời gian làm dâu nó dài, coi như nửa cuộc đời con người luôn đó. Cô ơi, con xin hỏi cô là cái ngày đầu tiên mà khi cô được biết con dâu tương lai của mình đó, cô thấy con dâu ấn tượng như thế nào? Thì con mình cũng không nói trước gì hết. Nó mời con này lên nhà chơi. Cái cô Liên này mới lên nhà thì hai chị em dẫn nhau đi. Nhưng mà làm như là duyên trời định đã tới rồi, mình nhìn cái mình thấy mình biết liền, ấn tượng liền. Ấn tượng cô dâu liền chứ không có ấn tượng cô kia. Hai cô mà ấn tượng cô này không. À, ấn tượng sao cô thấy cô dâu tương lai sao mà? Là mình nhìn mình thấy nó khác nét. Nhưng mà làm như cái trời định mình nhìn vô là mình thấy mình chấm liền, thích liền. Thấy chưa, cái khép nép nó quan trọng lắm nha con. Mày mốt á con phải khép nép không? Con gặp ai là con phải khép nép nha. Còn với chị, khi mà lần đầu tiên gặp mẹ chồng tương lai á, chị cảm giác như thế nào? Chị sợ. Chị nhát mà. Nổi tiếng trong vùng á là nhát. Nhát thành ra mới khép nép. Chứ lúc đó mà không có nhát là dễ gì khép nép. Rồi có ấn tượng gì không chị? Thấy mẹ hơi nghiêm thì mình cũng sợ vậy thôi. Nhưng mà sống lâu dài thì chị còn cái sợ đó không? Dạ, cũng còn sợ nhưng mà cũng ít là một chút. Ít thì phải là hết đúng không? Vậy từ lúc cái cô dâu về làm dâu đó thì cô như thế nào? Dâu mình nó về nó làm dâu nó rất là ngoan hiền, nó rất là giỏi giang, nó rất là kỹ lưỡng. Thật ra cô không có ấn tượng gì hết, cô không có cái gì là khó với nó được hết. Giữa cô với con dâu á, có điều gì hợp nhau không cô? Hợp một cái là kỹ lưỡng là một. Dạ. Như là đảm đang là hai. Hiền là ba. Hiền là ba. Chị những lúc mà mình buồn này kia đó là mình tâm sự chia sẻ với ai? Chị không có chuyện gì buồn, ở với má chồng đâu có chuyện gì buồn đâu, tâm sự. Nhưng mà trong 20 năm sống, 22 năm sống chung với nhau á, thì hai mẹ con có mâu thuẫn nào lớn chưa? Thì mẹ hay bên cháu. Mình là mẹ nó, mình phải như cũng la dày nó vậy đó. Mẹ thì mẹ không thích mình đánh con. Tại vì hồi xưa là đánh dạy con là không đánh. Nó to nó nhỏ mà con nó nghe. Tao nó ra rồi là phải dạy dỗ nó, mà dạy dỗ nó bằng cách nào để cho nó nghe. Mẹ em nói vậy em thấy sao? Em cũng đồng lòng quan điểm của mẹ. Tại lúc trước em cũng chưa có hiểu. Em trách mẹ là cưng cháu quá, cưng chiều cháu quá. Có những thứ không hợp nhau là chỗ này nè. Đôi khi là không dám nói luôn đó. Không dám nói. Dạ. Cô có thấy là có những lúc nào con dâu mình không để ý, đồng ý với mình mà nó không dám nói không? Chắc có quá, tại nó không nói chứ. Có không chị? Có, còn còn nói đại chưa? Thì sao? Không sợ, không phải đại đi, có gì đâu mà con sợ. Biết rồi, con không thấy chuyện gì hết. Chuyện gì hết đó. Vậy là mẹ nói là từ sau tới mà khi mẹ già con cũng vậy luôn nha. Chứ con mà đúng rồi. Sau này có gì là bị đòn đó nha. Mẹ già chứ mình đánh được á. Cô ơi, chị không dám nói gì thì cô nói đúng đi rồi, cô. Đúng rồi, cô nói cô thấy có gì mà con dâu mình dạ, nó chưa vừa lòng mình, không hợp với mình không? Có chứ, trời ơi, giữa cháu nội đích tôn mà cưng lắm. Dạ. Nhỏ mới có được con tuổi mấy à? Chơi để nhỏ trên bàn rớt xuống đất cái bộp. Trời ơi, lúc đó không lẽ là cô muốn đánh lắm, nhưng mà cô dằn lại. Cô dằn lại là thương dâu, nghĩ là đó là rủi ro. Nhưng mà nóng ruột cháu nội. Dạ. Tính lại đánh liền đó. Trời ơi. Nhưng mà dằn xuống đó, đây là rủi dằn ro mà chứ đúng không? Đó, rủi ro mà nó phải xô con cháu mình đâu. Đó, cái rủi ro, chuyện rủi ro chứ không phải là nó muốn. Dạ. Thành ra dằn lại, cô dằn lại đó. À dạ. Trời ơi, lúc đó thôi, tới giờ sau cô suy nghĩ cô hối hận lắm. Dạ. Cái chuyện nếu mà cô nóng không phải là tầm bậy rồi, thấy không? Nhưng mà cô nghĩ lại. Ngoài cái lần đó còn lần nào nữa không cô? Thí dụ như nó mà nó nhát quá thì phải rầy rầy đặng cho nó mạnh dạn lên. À. Nó nhát quá là đâm ra nó thua người ta, nó không có mạnh dạn lên thì ra nó thua. Ở ngoài thì thua bạn bè, còn ở trong gia đình thì nó thẳng ra, trong gia đình thì nó rất là hiền hòa. Nhưng mà với em chồng á thì nó không có dĩ, thì con này chỉ biết khóc thôi, không dám nói em dĩ ráo luôn được không? Trời, thương nghiệp quá vậy. Ừ. Không dám nói em chồng, nói thì sợ mất lòng, nhưng mà em chồng rất là thương. Là tại sao, là chị do chị không có tiếng nói hay là chị nói không được? Chị nói chị nói ra là chị rất mắc. Cái tánh của chị là như là nó yếu sao á, nói chuyện chút là như mà tình cảm quá chị cũng khóc nữa. Cô biết vậy cô không nói giùm? Nói hết cho mấy con gái trong nhà, cô cũng dặn là mấy con gái nó ăn nó nặng hiếp chị dâu nó đó, nó thương chị dâu nó rất. Nhưng mà cái là cái lời ăn tiếng nói con này nó hiền quá, đâm ra mấy con kia nó lớn tiếng là cô mà không nói là mấy đứa kia nó ăn hiếp chị dâu nó đó. Để xem con trai cô sẽ nói như thế nào nha. Ừ, để coi con trai nói làm sao. Mình là người đứng cửa giữa hơn, tốt hơn hết mình đi kiếm chỗ mình thoát thân đi ra ngoài. Thì hầu như là bà lúc nào cũng vậy thôi.
sợ cháu mình nó thiếu thốn hay là hư đốn rồi đó, gia đình nó khuôn khổ hồi xưa giờ. Thì nói chung là anh nghĩ mẹ anh là con người nghiêm khắc, chị em bạn dâu lúc nào nó cũng phải đấu đá nhau gì đâu, nhưng mình phải giữ kín cái vấn đề đó, tánh hay vậy mà. À, thích làm gì thì làm, muốn đúng là cho đúng, muốn sai là cho đúng, vậy thôi, không cãi. Vấn đề đó bà biết chứ, nhưng mà bà là không có thiên vị ai, đứa nào cũng như đứa nào thôi. Tức là qua câu chuyện thì con trai nói cô là hơi quá nghiêm khắc trong tất cả mọi việc. Đúng rồi, cô khắc lắm đó. Khắc để cho con cái, nó nên người, chứ không phải khắc để mà nhưng mà cô lo đâu đến giàu đó hết, chứ không phải cô khắc mà cô thả lỏng con. Nhưng mà đâu. Đôi khi cô nghiêm khắc quá rồi cũng tội nghiệp dâu cũng cực khổ quá, cũng sợ. Đến bây giờ 22 năm vẫn còn sợ. Không sợ là tại vì dâu mà nó nhát quá nó sợ, chứ con này nó nhát quá. Bởi vậy nhiều khi hả không dám nói, nói thì sợ nó hiểu lầm, nó nói mình này kia nọ rồi nó buồn nữa, thật ra không dám nói. Dạ. Còn em thấy chồng mình nói về làm sao? Thì chồng em nói thì cũng đúng, tại vì em không muốn mất lòng ai hết. Nhưng đôi khi mình cũng chịu hoài, mình đôi khi người ta nói gọi là cam chịu nhiều cam quá chịu. Nó cũng khổ cho mình đó. Chị cam chịu nhiều quá rồi có khi nào chị buồn không? Thì buồn thì lúc xưa chị cũng có buồn chút đỉnh, giờ thì bình thường. Dạ, con chị lớn cũng như là rồi. Sống vô tư, không suy nghĩ gì hết. Không nhận cô dâu này cũng hay đó. Nó vô tư thì ra nó trẻ. Dạ, phải nói là ngày hôm nay thì Linh cũng rất là cảm ơn hai mẹ con đã đến đây để tham dự chương trình, để bộc bạch có những cái lúc đó nào đó mà mình chưa nói nhau được. Thí dụ như bây giờ, nãy giờ nói ra mới hiểu nè, là cái chuyện là chăm sóc con cái đó. Nhiều khi mẹ cũng muốn vậy mà con không làm theo, thậm chí con làm theo là bởi vì con sợ, đúng không? Chứ không phải là con là muốn là con thì muốn gọi không là muốn cưng chiều, cho roi cho vọt, còn mẹ là muốn cho ngọt cho bùi, đúng không? Ngày hôm nay trong cái câu chuyện thì cô mong muốn cái sự thay đổi gì của cô dâu? Dạ muốn sao nhà mẹ già rồi nè, bây giờ hôm nay là mẹ 67 tuổi rồi, cuộc đời của mẹ không còn bao nhiêu nữa. Mẹ chỉ mong muốn con là phải mạnh dạn lên, phải bản lĩnh lên, để sống sau này con là chị cả trong gia đình. Hai vợ chồng con khi mẹ trăm tuổi già, con phải là chị cả trong gia đình á, là con phải vươn lên cho em Út nó sợ, chứ con mà xìu xìu ảnh ảnh vậy là em Út nó không sợ. Sau này là mẹ già đi rồi, đâu có ai mà cầm đầu đâu mà để nói cho nó nghe. Trời, năm nay bốn mấy tuổi đâu còn trẻ nữa đâu, cứ yếu mềm của nó sau này còn xui còn da còn đối chuyện này cái nọ nữa, phải bản lĩnh lên mới được. Đúng chứ. Rồi, hay quá đó. Mẹ chỉ mong muốn con là vậy thôi, còn vợ chồng vẫn hạnh phúc, phải lo cho con tương lai, cho con cái, hai đứa con sau này nữa đó. Chị thấy có khó quá với chị không? Bây giờ chị cũng mạnh dạn lên. Qua chương trình này chị không nghe mà mẹ nói mẹ hốt chị cũng phải học hỏi thêm, can đảm dũng cảm. Con mà không dũng cảm là về mẹ hốt thuốc liều cho con nha. Uống thuốc liều á, uống hết liều thuốc liều rồi. Ôi vậy hả? Đi nổi không? Vậy thì không biết là chị có mong muốn thay đổi ở mẹ chồng mình điều gì đó không? Vậy con muốn gì con nói. Mẹ già rồi không còn bao lâu nữa đâu. Không còn lâu lắm mà. Không. Trời ơi, giờ Việt Nam nó sống tới 110 tuổi không hả? 110 tuổi đâu. Cuộc đời mình sung sướng mà là 110 tuổi, còn giờ mình đang lo toan tùm lum hết rồi. Chứ nội cho ngoại chưa có đứa nào có gia đình hết. Sao giờ em muốn thay đổi gì ở chỗ? Giờ muốn gì nói lại lên thì đừng sợ. Thì mẹ già rồi thì giờ mẹ sống cũng như là bớt nghiêm khắc nữa. Dạ buông lỏng cho tụi con phải không? Dạ, không có buông lỏng. Dạ mẹ buông lỏng nha. Dễ tính chút xíu phải không chị? Không quá khó nhưng mẹ hơi nghiêm thôi. Rồi thôi để con xã muốn gì đây? Mẹ bớt nghiêm khắc với các con đúng không? Xã hội bây giờ không cho nó thoải mái một tí. Nó khác xưa nhiều, đừng có gò bó nó quá. Mấy đứa cháu cũng vậy thôi, đừng có chiều chuộng nó quá với nó hư. Bà xã phải cứng rắn lên tí nữa không? Mình có yếu đuối quá không làm được cái gì á, thì còn là vai trò chị cả trong nhà nữa thì phải cần mạnh mẽ lên để cho đàn em nó tiếp bước theo sau, chứ mình bị yếu đuối quá mấy đứa em nó cũng bắt chước rồi, mệt lắm mà. Rồi. Cảm ơn cô mới làm rất nhiều. À, bây giờ là con có nói vậy rồi, bây giờ là cô nói gì với con gái đi. Mẹ bây giờ mẹ nói nha, bây giờ mẹ bớt nghiêm khắc nhưng mà dứt khoát là phải đừng đánh mấy đứa nhỏ. Nói nhỏ cho nó nghe thôi, với cháu nội tao tụi mày đánh tao không chịu luôn. Mẹ dễ, mẹ khó là khó chỗ đó thôi, đừng cứ la rầy, đừng có chào đất ơi, tụi mày gặp đâu mày búa đó chắc chết tao. Cháu nội không có mấy thằng hết trơn. Chị có muốn nói gì với mẹ không? Mẹ là
nghe lời mẹ, không 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 đánh cháu nữa. Nhưng mà không đánh cháu nữa, không có chút ngán nha, phải mạnh dạn lên nha. Rồi, bán lĩnh gì đó nha, bán lĩnh lên nha, bán lĩnh can đảm dũng cảm. Dễ thương quá.